tôi là ai mà Chúa đã gọi tôi là chư mà Ngài đã cứu vớt tôi. Một ngày kia lời Ngài đã đến trong tâm hồn, biến đổi tôi, lòng vui sướng trong Ngài vì được đi với Cha. Khi gần Cha lòng thấy luôn bình an, cho dù khi ngày hiểm nguy hay khó đau, lòng vẫn biết Ngài hằng là đấng yêu thương. Ôi tình yêu mãi không tình yêu.